Hello, xin chào các bạn. Thì trong video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về hai loại túi zip hiện tại mình đang dùng để bảo quản chuyện. Đây là một loại là túi có kích thước là 17x24 mỏng và một loại là 18x23 dày. Loại mỏng thì các bạn có thể thấy là nhìn nó sẽ trong hơn, loại dày nhìn nó đục hơn. Thì các bạn có thể thấy là cái kích thước của hai loại này chênh nhau không đáng kể. Đây thì 17 là cái chiều ngang và 24 là cái chiều dọc. Thì đối với hai loại túi kích thước này thì các bạn có thể nhét vừa được tất cả các loại truyện manga hiện đang có trên thị trường, từ khổ nhỏ đến khổ to. Khổ nhỏ là khổ giống quyển Naruto này, là cái khổ 11.3 x 17.6, đây là khổ nhỏ. Và khổ to là khổ giống quyển Giả Kim Thuật này, là có kích thước là 13x18 đổ lên. Hiện tại là cái truyện có kích thước to nhất mà mình biết đến là cái quyển Made in Abyss này, thì có kích thước là tận 14.5 x 20.5. Thì đây là quyển khổ to nhất mà mình biết tới và mình đang sở hữu. Thì đối với cả hai loại túi này thì các bạn sẽ có thể nhét vừa được là 3 quyển khổ nhỏ và 2 quyển khổ to loại dày, hoặc là 3 quyển khổ to loại mỏng như quyển này. Loại dày thì là tầm từ 260 trang trở lên, còn loại khổ to mỏng thì là tầm từ 180 trang đổ xuống. Thì các bạn có thể nhét và thoải mái, còn thừa khá nhiều không gian và không bị kích hay là bị chật, dẫn đến tình trạng là cong mép hay là làm hỏng chuyện. Đây các bạn có thể thấy là đây là 3 quyển mà mình đã nhét vào. Đây các bạn có thể thấy là thừa khá nhiều diện tích, có thể thoải mái, không bị kích hay là bị chật. Và đây là 2 quyển khổ to. Thì đối với cái quyển khổ nhỏ thì mình dùng cái loại 17x24 loại mỏng để mình dùng. Và với khổ to thì mình dùng loại 18x23 dày. Vì cái khổ to này thì các bạn dùng cái loại dày loại 18 này thì nhét vào nó sẽ thoải mái hơn là so với loại 17. Nhét vào loại 17 thì cái chiều ngang này nó hẹp hơn cho nên nhét nó hơi bị khó. Còn đâu nhét thì vẫn nhét được. Bây giờ mình sẽ nhét vào cho các bạn xem. Đây là 3 quyển. Mình sẽ nhét vào cái loại mỏng 17. Loại nhỏ hơn là loại 17x24. Các bạn có thể thấy là nhét vào khá là thoải mái, không bị kích cũng như không bị chật, không bị khó nhét. Đấy. Còn đây là loại dày. Dày mình nhét loại dày vào. Loại dày thì dùng, các bạn dùng cái khổ 18 thì nhét nó thoải mái hơn. Đấy. Khá là dễ và thoải mái. Đấy, các bạn có thể thấy thừa khá nhiều này, thừa một khoảng không gian luôn nên không sợ bị hỏng chuyện. Đây, và đối với cái loại khổ to nhất là 14.5 x 20.5, nhét vào cũng khá là thoải mái và cũng thừa một khoảng, không sợ bị hỏng chuyện. Thì đây là hai cái loại kích thước mình thấy là tối ưu được cái số lượng truyện mà các bạn có thể bảo quản được trong một túi. Thì với 1 cân cái túi này thì các bạn sẽ có dao động từ tầm 120 đến 150 túi cho mỗi loại. Thì giá 1 cân thì rơi vào khoảng từ 80 đến 90 nghìn.
thì mình thấy khá là kinh tế. Túi này thì mình mua ở trên Shopee, thì tên shop thì mình có để ở dưới video đấy, thì các bạn có thể tham khảo. Hy vọng là qua video này các bạn có thể tìm và lựa chọn được cho mình cái loại túi với kích thước phù hợp và tối ưu được cái giá thành để bảo quản chuyện một cách tốt nhất. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video khác nhé.